Trường Đại học Văn Lang là một trong số ít trường ngoài công lập đầu tiên của cả nước. Từ khóa sinh viên đầu tiên sau 24 năm, hàng chục ngàn bạn trẻ đã và đang tụ hội về đây, nuôi dưỡng khát vọng học hành, lập nghiệp. Trong sự phát triển nhanh chóng của thị trường, trong quán tính vươn về phía trước, Văn Lang vừa kiên định các giá trị truyền thống đã làm nên thương hiệu của mình, lại vừa khát khao thay đổi. Chọn biểu trưng là chống đồng và phương châm đạo đức, ý chí, sáng tạo. Trường Đại học Văn Lang đã được định hình trong nền giáo dục quốc gia. Trong xu hướng toàn cầu hóa, Văn Lang cần được nhận diện bên cạnh các thương hiệu giáo dục quốc tế. Để phát triển, Văn Lang cần mới mẻ hơn, đa dạng hơn. Năm 2018, Văn Lang sáng tạo nhận diện thương hiệu mới, thể hiện định hướng chiến lược trong tương lai. Văn Lang vượt khỏi quy mô một trường đại học với tham vọng trở thành một hệ thống giáo dục. Vừa giữ gìn nền tảng truyền thống, Văn Lang vừa hướng đến tầm nhìn dài hạn. Trên đường dài, Văn Lang tiếp tục phát triển các giá trị phục vụ con người. Người học tạo nên sức sống của Văn Lang, quyển sách đồng hành cùng họ qua tháng năm đại học. Văn Lang chọn biểu tượng quyển sách mở, lồng vào biểu tượng chiếc khiên tri thức cho nhận diện thương hiệu mới. Đồng thời, biểu tượng chính của nhận diện thương hiệu được cách điệu từ hình ảnh chim lạc truyền thống và chữ V Việt Nam, chữ V Văn Lang, chữ V chiến thắng, chữ V chất lượng. Cánh chim lạc từ huyền sử dân tộc vẫn sải cánh trên hành trình mới của Văn Lang. Nhưng từ đây, cánh chim trên logo khẳng định mạnh mẽ định vị thương hiệu Văn Lang theo định hướng chất lượng. Trong hướng đi đó, Văn Lang không chỉ khát khao thành tựu cho mình, mà còn mong muốn tạo dựng niềm tự hào cho dân tộc. Nhận diện thương hiệu mới sẽ hiện diện trên mọi sản phẩm của Văn Lang trong tương lai. Một logo đơn giản được thiết kế theo phong cách hình học hóa để đạt tỷ lệ tối ưu. Một logo thân thiện, linh hoạt cho nhiều nền tảng công nghệ. Một nhận diện mới mẻ cho thương hiệu Văn Lang. Trong khi đó, ngôi trường và các thực thể hình thành quanh nó vẫn đang ngày ngày nỗ lực cho một hành trình mới. Ở đâu đó trên con đường hội nhập và phát triển giáo dục, cái chim lạc mang tên Văn Lang vẫn mải miết vạch những đường bay.